Bước 2 là thực hiện bài luận văn đầu và essay. Thì các bạn sẽ nhận được một đề bài gồm 5 câu hỏi và các bạn sẽ chọn một trong 5 câu này để làm bài luận nha. Về đề bài cũng ghi rõ là giới hạn 500 từ nên các bạn cũng nhớ lưu ý điều này khi viết nha. Trước khi bắt đầu viết bài luận ấy, mình cũng đã dành thời gian một buổi tối để đọc và suy nghĩ kỹ cái câu hỏi đề bài cho để quyết định chọn một cái câu hỏi để mình viết. Có một số nguyên tắc mà để viết tốt trong các bài luận sau đây: tạo dựng được hình ảnh cá nhân các bạn thật là rõ nét và ấn tượng, nêu bật được mục tiêu, sự quyết tâm theo đuổi chương trình học hay là học bổng đó, viết về một số ví dụ cụ thể hoặc là chi tiết thì càng tốt, cũng như là đưa ra được những cái dẫn chứng cụ thể này hay là minh họa. Tránh việc nói chung chung này, mơ hồ này thì sẽ khiến bạn trở nên nhạt nhòa trong đám đông các ứng viên khác. Và từ khóa mà mình đã chọn phương pháp STAT, tức là S này là situation, tình huống, xác định được vấn đề mà mình cần viết. T này là task, nhiệm vụ cần đề ra để giải quyết được vấn đề. Đến A này là action, hành động, bạn thực hiện những hành động gì để giải quyết vấn đề. Và R là result, kết quả, kết quả của những hành động đấy của mình là gì. Hoặc là các bạn cũng có thể tham khảo phương pháp storytelling, câu chuyện của bạn theo cấu trúc BBF là past này, present này, future. Bạn có thể kể về những trải nghiệm quan trọng trong quá khứ của bạn. Câu chuyện của bạn không nhất thiết là phải thật nhiều thành tựu vĩ đại. Việc bạn cần làm chính là đem những cái màu sắc cá nhân và câu chuyện của riêng mình liên kết với lý do ưu tiên học bổng. Quan trọng hơn cả là bạn cần biết cách liên kết bài viết với lý do tại sao bạn lại cần học bổng này, liên kết các thông tin về bản thân và câu chuyện cá nhân của bạn với học bổng mà bạn đang ứng tuyển, đồng thời đưa ra một cái kết luận thuyết phục. Và nhớ rằng là quan trọng nhất là phải thể hiện được tính chân thành và lòng đam mê của bạn thông qua cách kể chuyện của bạn. Bài luận xin học bổng hay thường đề thị nội tính cá nhân này, động lực thực hiện cách rõ ràng và độc đáo. Mình cũng lồng ghép vào bài luận một tuyên ngôn hoặc tuyên bố bao gồm tất cả quan điểm của bạn ở trong đó, và nó sẽ không nhất thiết phải nằm ở đầu hoặc là cuối bài luận, mà bạn có thể khéo léo đặt nó ở đâu đó trong bài luận để tạo thành sự thống nhất giữa các quan điểm. Mình đã dành ra khoảng 2 tuần để viết một bản nháp và chỉnh sửa nó một cách thật là hoàn chỉnh. Tóm lại thì bài luận là một bài viết khó, và thậm chí nó là bài viết khó nhất mà mình từng gặp, do đó là các bạn phải đầu tư công sức và thời gian cho nó rất là nhiều. Đây cũng là một cái cơ hội để các bạn có thể khắc họa hay là trình bày một hình ảnh cụ thể nổi bật của bản thân cho hội đồng tuyển chọn thấy, để làm sao thuyết phục họ chọn bạn chứ không phải một ai khác, vì bạn là người hoàn toàn xứng đáng với cơ hội đó. Và đó là bước thứ hai để apply học bổng tại Đại học Andrews. Nếu có thắc mắc gì về chương trình học thì mọi người có thể hỏi mình ở comment ở bên dưới, và cũng như là follow fanpage của Andrews University Việt Nam để cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình nha. Và đừng quên tham gia sự kiện Info Day để chúng ta có cơ hội được gặp nhau và được giải đáp tất tần tật những thắc mắc về chương trình nha.